Ê các bạn ơi, bạn Biên với bạn Kiệt thấy cá sấu rồi nó la quá trời nên giờ chạy ra coi thử nghe. Trời ơi, cá sấu nó đẻ trứng hả? Có gì vậy? Trời ơi các bạn ơi, con cá sấu nó đẻ trứng rồi. Trời ơi, trứng như ảo quá trời luôn vậy. Đi vô kêu A Sòn bắt nghe. Rồi chạy vô luôn, chạy vô kêu A Sòn bắt. Ôi em ơi, em bị làm sao bị nhốt trong đây vậy? Trời ơi, ai nhốt em trong đây vậy? Cứu em ra anh ơi. Trời ơi, em bị ai còn bắt nhốt trong đây nè. Em mới đẻ con luôn nè, đẻ trứng mới trời luôn nè. Cứu em ra lẹ lên anh ơi. Ôi trời đó chứ. Để em nói kia, nào ra cắn cái đội ra là xong rồi hả? Anh đưa em ra ngoài. Anh ơi, nhanh lên đi chứ đe sọt ra đó. Rồi, nhanh lên. Từ từ. Rồi, chạy đi em ơi, chạy đi. Rồi, đi theo anh nè. Anh ơi, còn trứng thì sao? Một hồi mà lẩm lẩm trứng, mình chạy trước đi em ơi. Dạ, rồi, đi thôi anh ơi. Nhanh lên, đi theo anh, lẹ lên. Trời ơi, A Sòn làm gì vậy? A Sòn ngủ rồi hả? Kêu A Sòn lẹ lên đi, cá sấu đẻ trứng quá trời luôn kìa. Rồi, lẹ lên, nhanh lên. Từ từ thôi nghe. Đừng có đút tay vô nghe, coi chừng cá sấu nó cắn đó. Ôi, lấy cây đập nó. Trời ơi. Rồi các bạn ơi, con rắn ăn trứng cá sấu rồi. Rồi, bắt nó. Rồi, đứt con rắn luôn rồi. Rồi, Vin ơi, lượm trứng cho Vin ơi. Trời các bạn ơi, câu. Rồi, con rắn ăn bể trứng cá sấu luôn rồi hả? Rồi, bể hai trứng cá sấu luôn rồi các bạn ơi. Rồi, bỏ trứng này vô vỏ nghe. Ủa, cá sấu đi đâu rồi? Hả, ai cứu cá sấu đi rồi? Kì vậy? A Sòn hả? A Sòn bắt rắn rồi mà. A Sòn đem rắn nhốt vô lu rồi. Rồi con lượm trứng lẻ đi. Rồi mình với A Sòn đi kiếm cá sấu nha. Rồi bạn Kiệt ơi, lượm trứng phụ bằng Pin đi bạn Kiệt ơi. Trời ơi, trứng màu quá trời luôn nè các bạn ơi. Ôi, trứng cá sấu màu quá trời màu luôn hả? Rồi đem trứng về bỏ vô lu nha. Đem trứng về bỏ vô lu đi. Ôi, Pin con rắn rồi kìa. Rồi bỏ vô cái xô đi, bỏ rắn vô xô đi. Trời, bạn Pin ơi, đem trứng về bạn Pin ơi. Đây các bạn ơi, bạn Pin lượm được trứng cá sấu quá trời luôn nè. Rồi, bắt con rắn bỏ vô xô rồi. Rồi, bây giờ mình đi kiếm cá sấu nghe, kiếm hai con cá sấu. Cá sấu chạy đâu mất tiêu rồi. Rồi, đi kiếm cá sấu thôi. Rồi, con rắn bị đứt cho mình luôn rồi. Rồi, bỏ vô luôn, nhốt ở trong xô luôn. Rồi, đi kiếm cá sấu thôi. Anh ơi, chạy xuống đường mương nấp lẹ đi chứ để A Sòn ra kiếm bắt tụi mình đó. Chạy nấp lẹ thôi, nhanh lên. Rồi, núp vô em ơi, nhanh lên, núp vô bụi cây nè, núp xuống mương luôn. Ôi, A Sòn với bạn Pin kiếm cá sấu có chưa? Chưa hả? Ôi, cá sấu có núp dưới xe ủi này không? Không có hả, chứ cá sấu đâu rồi? Đâu, có nó bò bên kia hả? Rồi, chạy qua thử. Đây các bạn ơi, bạn A Sòn với bạn Pin đang đi kiếm hai cá sấu, nó thủng chuồng rồi nha. Rồi, đi nhanh lên bạn Pin ơi. Cá sấu bò xuống mương giờ đó. Rồi, đi qua đường mương bữa coi kiếm có cá sấu nằm dưới đây không nha các bạn. Đâu, có chưa? Đâu? Đâu? Wow. Ê các bạn ơi, hai con cá sấu. Ý, một con cá sấu vàng, cá sấu cái đâu rồi? Rồi kiếm thử coi. Ủa, cá sấu cái nằm bên đây luôn nè. Rồi lấy cành câu câu nó. Rồi lấy cành câu thả mồi xuống câu nó đi. Nó dưới đường mương này bắt không được. Rồi thả cành câu xuống câu đó. Ê các bạn, bây giờ bạn Pin sẽ bắt đầu câu con cá sấu nha. Cá sấu này nó nằm dưới đường mương hả, không có bắt được, phải lấy cành câu hả câu nó. Rồi bỏ vô ngay mỏ nó, bỏ mồi ngay mỏ nó bạn Pin ơi.
Rồi câu mạnh là giật lên nha. Quá wow, trời ơi, cá sấu nó ăn rồi kìa, bằng pin ơi, lôi mạnh lên, lôi mạnh lên. Ôi, trời, rồi, lôi mạnh lên. Rồi, các bạn, cá sấu nó ăn rồi, lôi mạnh lên. Ơi, sức luôn rồi. Né ra pin đừng có chụp, con chụp cái chừng nó cắn lại. Kêu sòn lại chụp. Ờ, đúng rồi, kêu sòn chụp. Rồi các bạn, cá sấu dính tới bờ rồi, anh sòn bay xuống chụp nha. Rồi, chụp dính cá sấu rồi, đánh cho nó xỉu đi. Các bạn ơi, bắt được một con cá sấu ba rồi. Anh pin ơi. Điều quá quá chụp túi con. Ôi trời, cá sấu giặt á sòn té luôn rồi Vin ơi. Chụp sọt phụ á sòn đi, chụp vô thủ. Đè xuống ở ổn rồi. Rồi đánh cho nó xỉu đi, đánh cho đầu cho nó xỉu đi. Rồi xỉu chưa? Rồi xỉu rồi, bỏ nó qua bên đi, câu cá sấu, câu cá sấu cái đi. Rồi các bạn, cá sấu này xỉu rồi nghe. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình câu con cá sấu đực nha. Quên, cá sấu mẹ nè, cá sấu mẹ đâu rồi? Đâu rồi, cá sấu mẹ mất tiêu rồi. Đâu rồi? Rồi thả mồi xuống pin ơi. Rồi nhấp đi, kêu con cá sấu ăn đi. Đây các bạn ơi, cá sấu. Ý da cá sấu mẹ này mới đẻ nè. Wow. Rồi thả mồi câu xuống ăn chưa pin ơi? Chưa hả? Rồi cá sấu ăn chưa pin ơi? Ăn chưa? Ăn rồi hả? Á sòn nó kêu sòn lao lôi phụ. Đây các bạn ơi, cá sấu này nó ăn rồi kìa, nó ăn mồi luôn rồi, lôi phụ lên. Trời ơi, ghê quá. Chưa, bóp cái đầu nó lại, chụp cái đầu nó. Chụp cái mỏ nó lại nghe. Rồi kêu sòn chụp đi. Né ra pin. Rồi kêu sòn chụp. Rồi, pin cầm nắm cái đuôi đi, pin nắm cái đuôi đi. Trời ơi, sòn té luôn rồi, cá sấu nặng quá mà. Rồi pin nắm cái đuôi nghe. Rồi a sòn nắm cái đầu nó. Rồi chụp, rồi đánh vô đầu nó cho nó xỉu đi. Ôi trời ơi, cá sấu mạnh quá hả? Rồi đánh đầu đó. Ôi trời ơi, cá sấu nặng quá mừ. Rồi bây giờ rinh hai con cá sấu về nha. Đúng rồi, rinh con cá sấu ba về. Đây các bạn ơi, bạn Biên với bạn Sòn bắt được hai cá sấu rồi nghe. Rồi bây giờ mình đem mình ôm về nhà nghe, nhốt vô chuồng nghe. Rồi coi mấy cái trứng nó nở chưa nữa. Rồi đi vô thôi. Ôi, anh Sòn đâu rồi Bin? Anh Sòn đi kêu anh Sòn lấy cái chuồng nhốt cá sấu lại. Rồi, còn một con nữa kìa. Rồi, các bạn bắt được một con cá sấu cái rồi nghe, con cá sấu ba nè. Đây, cá sấu ba rồi, nhốt nó lại luôn. Nhốt lại luôn. Đúng. Rồi. Rồi, bỏ trứng vô cho nó ấp nha. Trứng đâu rồi Bin? Trứng đâu rồi? Đây nè, trứng nè, trứng nè. Bỏ vô cho nó ấp thì ngày mai nở con ra. Rồi, kêu anh Sòn bỏ trứng vô. Trứng vô cho cá sấu mẹ nạp trứng đi. Cái khủng long á hả? Rồi bỏ trứng vô cho nó ấp đi. Đây các bạn bắt được hai con cá sấu, một con cá sấu ba với một cá sấu mẹ nha. Đây cá sấu mẹ đang đẻ trứng luôn. Rồi bỏ cái đuôi nó vô, bỏ cái đuôi nó vô luôn. Rồi lấy đồ dằn lên chứ để nó chạy mất tiêu á. Rồi lấy cục đá dằn lên. Yeah. Ê, các bạn ơi, bây giờ bạn Win lấy lá cây cho cá sấu ăn nha. Cho cá sấu ăn, cá sấu ấp trứng để cho trứng nó nở ra. Rồi nó ăn chưa? Ăn rồi hả? Đây, một con cá sấu ba màu vàng nha. Ủa, cái tay nó bự ghê chưa nè. Wow, ăn nữa chứ. Rồi cho nó ăn nha. Rồi trứng nó trong kia kìa. Quá trời trứng luôn. Rồi bye bye nghe, bye bye cạn nghe, bạn Bin đi vô ngủ nghe. Bye.